Hưởng ứng chương trình Hành Trình Đỏ và Chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè năm 2015 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến Máu Tình Nguyện phát động. Hôm qua 4 tháng 6, Ban Chỉ đạo Hiến Máu Tình Nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ đạo Hiến Máu Tình Nguyện huyện Lâm Hà tổ chức Ngày hội Hiến Máu Tình Nguyện đợt 2 năm 2015. Ngay từ sớm, gia đình chị Trần Thị Thúy Hằng ở thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn đã có mặt để tham gia vào Ngày hội Hiến Máu Tình Nguyện. Vì chị hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng từ những giọt máu quý đang chảy trong cơ thể mình. Và khi cho máu, sức khỏe chị vẫn bình thường. Vậy nên đây là lần thứ 8, chị Liên tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ thế, chị còn vận động cả gia đình và em gái cùng đi hiến máu. Thấy là không gian ở đây, người bố trí, khâu tổ chức đó, là cũng rất là chú đáo. Để cho tôi như là các những người tình nguyện viên á, hiến những giọt máu của mình rất là thuận tiện, có máu xong thì cũng thấy rất là thoải mái. Mà trong khi đó tôi đã vận động cả gia đình đi, chồng và hai con, đó đồng thời là có những người em, những người cháu đi tham gia. Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015 do Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Lâm Hà tổ chức trong toàn thể cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên, giáo viên của năm xã trong huyện tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 250 đơn vị máu đạt chất lượng được thu về trong tổng số trên 300 người đăng ký tham gia. Đặc biệt lần này có sự tham gia của rất đông con em là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó thể hiện sự tương thân tương ái và nêu cao công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xã. Toàn bộ số lượng máu này đã được chuyển ngay vào kho dự trữ máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Lúc đầu thì có hơi run nhưng mà sau khi hiến thì em thấy trong người rất khỏe, vui. Nếu có lần sau thì em muốn được hiến lần nữa. Và em cũng muốn kêu gọi mọi người ai khỏe thì đi hiến máu để được cứu thêm được nhiều người nữa. Với thông điệp sẽ giọt máu đào trao niềm hy vọng, Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện huyện Lâm Hà được tỉnh Hội chữ Thập đỏ Lâm Đồng đánh giá cao trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện đến từng cấp ngành và nhân dân địa phương. Được biết Lâm Hà là một trong hai huyện cùng với Đương Dương được Ban Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng chọn để hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện Hành Trình Đỏ và chiến dịch Những Giọt Máu Hồng hè năm 2015 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện chỉ đạo sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tới. Mục tiêu trong chiến dịch này, toàn tỉnh sẽ vận động 6.000 người đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 3.600 đơn vị. Hành Trình Đỏ đến với Lâm Đồng năm nay thì có một cái mới thêm nữa là ngoài cái ngày Hành Trình Đỏ chính thức mà chúng ta vẫn làm ở thành phố Đà Lạt với tên gọi là Giọt Hồng Thành Phố Hoa lần thứ 3, thì năm nay để hưởng ứng cái bước khởi đầu cho cái Hành Trình Đỏ thì chúng tôi đã thống nhất với Trung ương là chúng ta làm 1-2 ngày hội hiến máu lớn. Tới giờ này phút này công tác tuyên truyền vận động bước đầu cũng đã phải nói là cũng khá an tâm, và chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện Trung ương cũng như Viện Huyết học Truyền máu là đơn vị trực tiếp tổ chức để được cái sự phối hợp hỗ trợ, và chúng tôi vẫn hy vọng rằng Hành Trình Đỏ lần thứ 3 của tỉnh Lâm Đồng chúng ta cũng sẽ tiếp tục thành công như hai lần Hành Trình Đỏ năm 2013 và 2014. Có thể nói những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Lâm Đồng đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được 97% nhu cầu cần máu trong điều trị và cấp cứu. Tỷ lệ người bán máu chuyên nghiệp hầu như không còn, tăng tỷ lệ nguồn máu sạch đa chất lượng cho bệnh nhân. Qua đó cho thấy đây là việc làm hết sức cao cả, được xã hội tôn vinh. Những giọt máu tình nguyện sẽ đem lại sự sống cho những người cần được tiếp máu.